kính mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 14 tháng 4, chúng tôi dành phần lớn thời lượng để phản ánh nội dung hội nghị tỉnh ủy Quảng Nam lần thứ 3 khóa 22. Thưa quý vị, sáng nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị tỉnh ủy lần thứ 3 khóa 22 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tổng kết 5 năm thực hiện kết luận số 37 năm 2016 của tỉnh ủy, tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư giai đoạn 2016-2020. Tổng kết 5 năm thực hiện kết luận số 38 năm 2016 của tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện kết luận số 25 năm 2016 của tỉnh ủy về định hướng và giải pháp triển khai thực hiện các dự án trọng điểm tại vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam, định hướng phát triển sự nghiệp văn hóa thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, kết quả công tác phát triển đảng viên trong thời gian qua và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cùng chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, đây là hội nghị bàn nhiều nội dung quan trọng nhất của nhiệm kỳ. Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh, trong 5 năm qua, việc đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư đã đạt được những kết quả đáng kể. Sau 5 năm triển khai thực hiện kết luận số 38, cùng với tốc độ phát triển kinh tế xã hội, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh có tăng về số lượng và quy mô. Các thành phố, thị xã, thị trấn được nâng cao chất lượng đô thị, trở thành những trung tâm phát triển của địa phương, khu vực và của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu dân cư thành thị và nông thôn, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của tỉnh. Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh đã tập trung chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn tồn tại hạn chế nhất định như dự thảo báo cáo đưa ra, đề nghị hội nghị tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân cần có những giải pháp gì để làm tốt hơn nữa công tác này trong thời gian đến. Thưa các đồng chí, đây là hội nghị bằng nhiều nội dung nhất trong chương trình công tác toàn khóa của tỉnh ủy. Các nội dung hội nghị lần này là những vấn đề khó, phức tạp và quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, không chỉ cả một nhiệm kỳ mà cả những nhiệm kỳ tiếp theo đến 2030. Đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu kỹ, cho ý kiến hoàn thiện các dự thảo báo cáo nghị quyết để hội nghị chúng ta đạt kết quả cao nhất. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc hội nghị tỉnh ủy lần thứ 3. Khóa 22, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trình bày tóm tắt tình hình công tác quý 1, trong đó nhấn mạnh tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo theo đúng sự chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương. Tổ chức gặp mặt đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí năm 2021. Theo dõi chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thường xuyên kiểm tra theo dõi, định hướng công tác tuyên truyền trên báo chí. Các doanh nghiệp đã dần thích nghi với trạng thái bình thường mới, nên sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh bắt đầu tăng trưởng ổn định trở lại. Đặc biệt, khu phức hợp ô tô Chu Lai Trường Hải có kết quả sản xuất kinh doanh khả quan, sản lượng ngành điện tiếp tục tăng. Tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh quý 1 ước đạt gần 198.000 lượt, giảm 71% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 7,7.000 lượt, khách trong nước đạt 190.000 lượt. Thu ngân sách đạt khá, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3 tháng đầu năm 7.317 tỷ đồng, đạt 38% dự toán, tăng 38% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 6.060 tỷ đồng, đạt 38% dự toán, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Quý 1 có 2 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép với tổng vốn đăng ký 694.000 đô la, nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh là 199 dự án với tổng vốn đăng ký 5,8 tỷ đô la. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập ban chỉ đạo tổ giúp việc về đẩy mạnh công tác bồi thường và phán mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Bước đầu, ban chỉ đạo đã có những hoạt động tích cực. Nhiệm vụ trọng tâm quý 2 tiếp tục tuyên truyền đầy đủ kịp thời các ngày lễ trọng đại, sự kiện chính trị,
đặc biệt là tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 550 năm dân sinh Quảng Nam, tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Cũng trong phiên họp sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh trình bày báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện kết luận số 37/2016 của tỉnh ủy, tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư. Giai đoạn 2016-2020, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh hơn 137.000 tỷ đồng, tăng bình quân 9,7% và gấp gần 1,8 lần so với giai đoạn 2011-2015. Đồng thời tăng ở tất cả các nguồn vốn, ngân sách nhà nước, vốn ngoài nhà nước và vốn đầu tư nước ngoài, trong đó ngân sách nhà nước chiếm hơn 30%. Hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 36 chương trình dự án thuộc nguồn vốn ODA triển khai thực hiện, với tổng kế hoạch vốn bố trí là 5.316 tỷ đồng. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài qua 5 năm ước thực hiện gần 28.297 tỷ đồng, chiếm hơn 20,5% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Bên cạnh kết quả xây dựng hạ tầng đồng bộ, phát triển nhân lực, môi trường đầu tư được cải thiện tốt hơn, các chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh luôn duy trì ở nhóm tốt, hiệu quả quản trị và hành chính công, cải cách hành chính được cải thiện thứ hạng và nâng lên đáng kể. Tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án, chủ động rà soát điều chỉnh lập quy hoạch tỉnh và các quy hoạch phát triển ngành lĩnh vực phù hợp với thị trường và các điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, đa dạng hóa các kênh thông tin phản ánh và tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, đối thoại doanh nghiệp, chỉ đạo giải quyết các tồn tại vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư. Từ những nỗ lực cải cách hành chính và nỗ lực đầu tư xây dựng hạ tầng, các chỉ số về năng lực cạnh tranh PCI, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công PAPI, chỉ số cải cách hành chính PAINDEX hàng năm đã có những cải thiện thứ hạng so với các tỉnh thành trên cả nước. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 đề ra mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu nghị quyết đề ra, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện tốt 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược giai đoạn 2021-2025, khẩn trương xây dựng hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế vùng đông, phát triển vùng đông nhằm thu hút các dự án trọng điểm, chiến lược quốc gia, làm động lực để lan tỏa, thúc đẩy phát triển cho cả tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân báo cáo đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và định hướng phát triển sự nghiệp văn hóa thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thời gian qua, công tác giảm nghèo bền vững đã được các cấp, các ngành và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả bằng những chương trình, kế hoạch, giải pháp, chính sách hỗ trợ cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn, được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phong trào thi đua Quảng Nam chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững. Qua đó giúp cho tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 12,9% năm 2016 xuống còn 5,2% năm 2020, bình quân mỗi năm giảm được 1,5%. Nhiều xã đã hoàn thành mục tiêu chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và ra khỏi danh sách xã nghèo. Các huyện nghèo, xã nghèo và thôn đặc biệt khó khăn đã được ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ các điều kiện để cải thiện tiêu chí thu nhập thông qua chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm và thu nhập, được hỗ trợ cải thiện các dịch vụ xã hội cơ bản để đảm bảo cuộc sống theo hướng toàn diện, tiếp cận đa chiều. Hộ thoát nghèo bền vững tiếp tục được động viên, tiếp sức, hỗ trợ sau khi thoát nghèo về y tế, giáo dục, hỗ trợ vay vốn lãi suất. Tập trung nghiên cứu, xác định và xây dựng hệ giá trị văn hóa chuẩn mực con người Quảng Nam gắn với giữ gìn phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới, tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội, thực hiện những giải pháp đột phá nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, đẩy lùi tiêu cực xã hội và các tệ nạn xã hội, tiếp tục triển khai thực hiện việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam gắn với công tác giáo dục văn hóa, lịch sử địa phương trong trường phổ thông cho thế hệ trẻ, phát huy các nhân tố tích cực, nhân văn, nét văn hóa tốt đẹp trong các tôn giáo tín ngưỡng, phê phán và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, mê tín dị đoan,
tăng cường đấu tranh loại trừ các sản phẩm văn hóa độc hại tiêu cực. Cũng trong phiên họp buổi sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang báo cáo tình hình thực hiện kết luận số 25 của tỉnh ủy về định hướng và giải pháp triển khai thực hiện các dự án trọng điểm tại vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam. Nhìn chung trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã quán triệt chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tập trung thực hiện và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trong thời gian qua đã tác động mạnh mẽ, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư đến nghiên cứu đầu tư. Số lượng các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đăng ký đầu tư trên địa bàn vùng Đông Nam của tỉnh tăng về số lượng và chất lượng. Đến nay đã có 5 trên 7 nhóm dự án đang triển khai xây dựng, 2 trên 7 nhóm dự án đang xúc tiến đầu tư và lập thủ tục chuẩn bị đầu tư. Các định hướng lớn nêu trong kết luận của tỉnh ủy được tập trung thực hiện có kết quả. Năng lực hạ tầng đường bộ, đường biển, hàng không tiếp tục được tăng cường. Các nhóm ngành sản xuất công nghiệp, xây dựng dịch vụ được đầu tư ngày càng tăng về quy mô và chất lượng, giải quyết thêm nhiều việc làm cho người lao động. Đóng góp ngân sách tiếp tục duy trì trên 70% tổng thu ngân sách tỉnh, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của tỉnh. Cùng với tốc độ phát triển kinh tế xã hội, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh có tăng về số lượng và quy mô, các thành phố, thị xã, thị trấn được nâng cao chất lượng đô thị, trở thành những trung tâm phát triển của địa phương, khu vực và của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu dân cư, thành thị và nông thôn, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của tỉnh. Khung pháp lý liên quan đến phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh được hoàn thành theo giai đoạn, các quy hoạch mang tính chất chiến lược đã được hoàn thành cơ bản, thể hiện được cấu trúc hệ thống các đô thị trên địa bàn tỉnh với các cụm trục động lực phát triển, các liên kết nội vùng tỉnh, liên tỉnh. Hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh cơ bản đã phát triển nhanh theo đúng định hướng, quy mô đô thị phát triển, số lượng đô thị có gia tăng, chất lượng đô thị được cải thiện đáng kể. Tiếp đó, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chiến cũng đã báo cáo công tác chuyên đề phát triển đảng viên mới. Báo cáo khẳng định, các cấp ủy, tổ chức đảng phải có nhận thức đúng, nắm vững phương châm, quan điểm và quy trình phát triển đảng, cũng như các nội dung mới về tiêu chuẩn đảng viên trong thời kỳ mới, khắc phục tình trạng một số cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành công tác phát triển đảng mang nặng tính chủ quan, phiến diện, quy trình thủ tục không được tuân thủ nghiêm túc, còn tùy tiện giản đơn. Cùng với kết nạp những quần chúng ưu tú vào đảng, các cấp ủy tổ chức đảng cần làm tốt việc sàng lọc, đưa ra khỏi đảng những phần tử cơ hội, những đảng viên thoái hóa, biến chất, không đủ tiêu chuẩn, những đảng viên có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, phai nhạt mục tiêu lý tưởng chiến đấu để xây dựng nội bộ đảng thực sự trong sạch, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng. Phát triển đảng là nhiệm vụ của cấp ủy và tổ chức đảng các cấp. Tuy nhiên, để công tác này thực sự có chất lượng, đặt mục tiêu đề ra, phải biết khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong xã hội, trước hết là các tổ chức quần chúng như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, tổ chức công đoàn. Đây là các tổ chức mà trước khi vào đảng, quần chúng đã trực tiếp tham gia hoạt động. Một trong những vai trò của các tổ chức này là rèn luyện, bồi dưỡng thành viên của mình và giới thiệu với cấp ủy tổ chức đảng. Với vai trò lãnh đạo của mình, cấp ủy tổ chức đảng phải thường xuyên chỉ đạo, định hướng các tổ chức quần chúng thực hiện tốt công tác phát triển đảng thông qua nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và chương trình hành động. Các cấp ủy đảng cần động viên khơi dậy sự quan tâm xây dựng đảng của các tầng lớp dân cư trong xã hội, tham gia giám sát quá trình phấn đấu rèn luyện của quần chúng và đảng viên tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Thưa quý vị, trong phiên họp chiều nay, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 khóa 22 tiến hành thảo luận tại tổ nhằm làm rõ hơn 7 nội dung trọng tâm của hội nghị đã đề ra, đồng thời đánh giá tình hình công tác quý 1 cũng như góp ý định hướng cho công tác quý 2 năm 2021. Theo đại biểu Nguyễn Quang Khánh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tình hình công tác quý 1 tuy nhiều hoạt động trên địa bàn tỉnh vẫn còn chịu ảnh hưởng lớn của tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài. Song các cấp các ngành đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 theo nghị quyết số 03 năm 2020 của tỉnh ủy, đạt nhiều kết quả khả quan trên các mặt công tác. Đặc biệt công tác kiểm tra giám sát được triển khai thực hiện toàn diện hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ đảng. Qua làm việc với thường trực cấp ủy, rồi ủy ban kiểm tra một số tổ chức đảng, huyện, thị, thành, ủy, đảng ủy trực thuộc, và kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ xã đạo thì cũng xin báo cáo lại công tác kiểm tra giám sát của đảng đã được các đơn vị tổ chức thực hiện rất là đồng bộ toàn diện. Phải nói rằng các đơn vị dưới sự lãnh đạo cấp ủy, sự tham mưu của ủy ban kiểm tra đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ xã đạo,
kiểm tra đảng tỉnh Quảng Nam cũng được Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá một trong những đơn vị và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trong quý một này. Việc xây dựng phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Quảng Nam, đại biểu Lê Văn Nhi, tổng biên tập báo Quảng Nam kiến nghị cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với phát triển bền vững, chăm lo xây dựng con người Quảng Nam có nhân cách tốt, lối sống đẹp, môi trường văn hóa lành mạnh, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền và các giai tầng trong xã hội. Xung quanh nghị quyết 05 của tỉnh ủy về phát triển kinh tế xã hội miền núi, đại biểu Đoàn Văn Thông, Bí thư Huyện ủy Phước Sơn quan tâm đến 14 chỉ tiêu kinh tế xã hội của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 đã thông qua, mà trọng tâm là việc sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây được đánh giá là chủ trương đúng đắn nhằm giải quyết vấn đề an cư ở miền núi, khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và việc sắp xếp ổn định dân cư theo hướng ưu tiên san ghép nhằm giảm tác động từ việc san ủi có thể gây sạt lở. Với cái điều kiện là ở những cái nơi mà mặt bằng tương đối thì không cần phải ủi. Còn những nơi mà báo cáo công chí là ví dụ như trên Phước Sơn là khu vực mà Phước Lộc, Phước Thành, Phước Kim. Báo cáo công chí là nếu không ủi thì không có chỗ ở. Địa hình chia cắt rất là lớn. Thì chúng tôi khảo sát là những cái điểm mà cái vị trí đồi núi thấp và có khả năng san ủi được cái mặt bằng để bố trí dân cư thì tiến hành tạo mặt bằng ở cái đỉnh sườn núi thấp để bố trí dân cư. Còn nếu không ủi thì báo cáo công chí không có mặt bằng. Nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm đến phát triển nhanh bền vững, phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, trong đó cần đánh giá lại chủ trương phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 21 đứng điểm chỉ đạo tại các xã vùng Đông Nam thời gian qua, tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ trên tất cả các ngành lĩnh vực, trọng tâm là phát triển kết nối các tuyến giao thông và đô thị, cơ cấu lại đầu tư theo vùng, theo ngành phù hợp với tái cơ cấu nền kinh tế. Trong giai đoạn 5 năm đến, phấn đấu huy động hơn 220.000 tỷ đồng đầu tư toàn xã hội, bảo đảm kết nối các vùng, địa phương trong tỉnh với ngoài tỉnh và cả nước đồng bộ, năng lực vận tải được nâng cao, các điểm nghẽn được tháo gỡ, giao thông được thông suốt, an toàn, tưới tiêu chủ động cho diện tích lúa hai vụ và các vùng cây công nghiệp, nguyên liệu, nuôi trồng thủy sản tập trung, chủ động phòng tránh lũ, bão, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng hạ tầng năng lượng điện, công trình hạ tầng thiết yếu, từng bước hoàn thiện cơ bản hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu các nhà đầu tư. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là bước cuối cùng của quy trình hiệp thương để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện báo cáo tình hình và kết quả việc tổ chức hội nghị là ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 48 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả có 48 trên 48 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện được cử tri nhận xét đánh giá với tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%. Trên cơ sở đó, đối chiếu với tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng Nhân dân được luật tổ chức chính quyền địa phương quy định, hội nghị tiến hành thảo luận biểu quyết thông qua danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, thôn Bộ Mương 1, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn đang thay đổi từng ngày với những con đường bê tông được chỉnh trang mở rộng thẳng tắp, có gắn tên đường, các thiết kế văn hóa được xây dựng bài bản. Thành quả ấy có sự đóng góp không nhỏ của người đảng viên Trần Muộn. Với tâm niệm làm được việc gì có ích cho bà con thì gắng sức làm, nhất là trong phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng xóm thôn. Từ suy nghĩ đơn giản ấy mà suốt hơn 10 năm làm công việc vác tù và hàng tổng, và đảm nhiệm chức bí thư chi bộ thôn Bộ Mương 1, xã Điện Thắng Bắc. Ông Trần Muộn không chỉ gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua mà còn luôn nhiệt huyết
đối với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là việc vận động nhân dân tích cực chung sức xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Muộn luôn dành thời gian đến từng nhà động viên, giải thích để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ chỗ thông về tư tưởng, nhân dân trong thôn đã đồng thuận hưởng ứng, đóng góp cả tỷ đồng để xây dựng các công trình như nhà sinh hoạt văn hóa thôn, sân bóng đá, bóng chuyền, v.v. Cuối năm 2019, thôn Bộ Mương 1 được công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với buổi động viên mà được đón giáo dục dạ bổ và bản thân thì hiện nay là 35 năm tuổi đảng rồi. Cái tinh thần trách nhiệm của chi bộ phân công là một bí thư chi bộ. Trước hết thì nói chung là phải gương mẫu hết. Để trở thành một vai trò mà được chi bộ vô tín nhiệm vô để làm bí thư. Như thế thì bản thân tôi xác nhận là phải luôn hạt hủa các đồng chí đi trước. Và nêu cao tinh thần đạo đức và lối sống. Bản thân tôi luôn luôn đề cao trách nhiệm của một người đảng viên. Để nâng cao đời sống cho người dân, ông Muộn cùng tập thể lãnh đạo thôn tích cực vận động, đẩy mạnh phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. Bằng việc hướng dẫn nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất, đưa các giống cây trồng năng suất cao vào trồng trọt chăn nuôi, cho giá trị kinh tế cao. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân thôn Bộ Mương 1, xã Điện Thác Bắc không ngừng được nâng lên. Thì trong nhiều năm qua, bản thân đồng chí là một cán bộ thôn, một bí thư chi bộ tiêu biểu trong công tác lãnh đạo thực hiện các phong trào ở địa phương. Bản thân đồng chí là có quan điểm lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có uy tín, trách nhiệm, được nhân dân ủng hộ và đánh giá cao. Bản thân đồng chí thì đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và các chủ trương của địa phương triển khai. Dù đã hơn 10 năm làm công việc vác tù và hàng tổng, nhưng với trách nhiệm của người đảng viên, ông Trần Muộn vẫn gương mẫu nhiệt tình trách nhiệm với công việc. Bởi trong suy nghĩ của ông, mình phải luôn luôn phấn đấu và học tập theo tấm gương của Bác Hồ. Khi còn sức khỏe thì làm được việc gì có lợi cho đảng, cho nhân dân thì phải luôn cố gắng. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.